Các nguyên soái đồng loạt đòi ly hôn. Tác giả Long Thất. Phần 19. Thứ sáu là ngày giỗ của chị gái Tạ Kiến Vi, cũng là ngày hiếm hoi Tạ Kiến Vi nghiêm túc. Hôm nay Tạ Kiến Vi dậy từ rất sớm, anh chọn một bộ âu phục màu đen từ trong phòng để đồ. Sau khi chỉnh trang từ đầu đến chân xong, anh còn thắt thêm một chiếc cà vạt thật là ngay ngắn. Trước khi ra khỏi cửa, anh lấy một chiếc khăn trắng gài vào túi áo trước ngực. Chiếc khăn vuông trông có vẻ hơi cũ kỹ, cho dù chủ nhân của nó đã cố gắng gìn giữ, nhưng dấu vết thời gian vẫn hằn rõ, mang theo nhiều điều bể dâu và tiếc nuối. Tạ Kiến Vi ngắm nhìn bản thân mình trong gương, gương mặt có chút ngẩn ngơ. Đây đương nhiên là dáng vẻ anh diễn ra, trên thực tế anh hoàn toàn không có chị, còn có hai người anh trai. Tạ Kiến Vi còn không thể coi họ là người nhà, làm sao có thể xem họ như anh trai lớn. Ký ức trong đầu hiện lên rất rõ ràng. Trong giấc mơ này, Tạ Kiến Vi rất yêu thương chị gái mình. Mà Tạ Nhu cũng đúng thật là một người chị gái tốt. Do một vài biến cố xảy đến, cha mẹ hai người mất tích. Thời điểm trốn thoát khỏi nơi như đầm rồng hang hổ kia, Tạ Kiến Vi mới 7 tuổi, Tạ Nhu 14. Vì chăm sóc em trai, Tạ Nhu tìm đủ mọi cách, dùng sức lực của đôi vai gầy yếu chống đỡ ngôi nhà của hai đứa trẻ. Cô bé kiên cường ấy vì muốn em trai mình sống sót mà chấp nhận gánh chịu đắng cay. Mãi đến khi bọn họ gặp Lục Ly, được Lục Ly nhận nuôi bên cạnh. Nhưng gia cảnh của Lục Ly rất phức tạp, vòng quan hệ xã hội của hắn rối rắm, trên lưng hắn gánh nhiều tội trạng, người thường khó có thể tưởng tượng ra. 8 năm sau, Tạ Nhu từ thiếu nữ tuổi xanh mơn mởn trở thành người con gái dịu dàng quyến rũ. Tạ Kiến Vi cũng từ thằng nhóc con lớn thành cậu thiếu niên. Hai chị em càng lớn càng xinh đẹp hút mắt. Sau đó Tạ Nhu gả cho Lục Ngôn. Sau đó nữa, Tạ Nhu chết. Người chị gái sống nương tựa vào nhau suốt bao năm bỗng dưng chết thảm. Đây là khúc mắc cả đời không thể tháo gỡ của Tạ Kiến Vi. Hơn nữa, còn có... Trời đang có mưa phùn, Tạ Kiến Vi không mở dù, anh đi ra khỏi biệt thự, bên ngoài đã có sẵn một chiếc ô tô đứng đợi. Cấp dưới chạy tới che ô cho anh, Tạ Kiến Vi vẫy vẫy tay, tự mình xoay người lên xe. Tuy rằng chỉ dính mưa một lát, nhưng áo khoác đã đượm một lớp nước mưa, ướt đến độ không khí trong xe trở nên ẩm thấp. Lục Ly ngồi xuống bên cạnh, không nói gì. Tạ Kiến Vi cũng yên lặng ngồi dựa vào ghế, không lên tiếng. Xe từ từ lăn bánh, mưa ngoài cửa không to cũng không nhỏ. Mưa lất phất che phủ cả khoảng trời, nhưng hoàn toàn không thấy gió lớn điên cuồng, lại càng không nghe thấy tiếng mưa rơi rào rào chạm đất. Tạ Kiến Vi nhìn mưa bên ngoài, nhẹ nhàng nói. Chị thích thời tiết như thế này nhất. Mưa phùn rã rít, pha một ấm trà nóng, uống cùng người, vừa thư thái vừa thoải mái. Chỉ là trà lạnh. Người đi. Ánh mắt Tạ Kiến Vi hiện lên nét âm u. Lục Ly liếc qua nhìn anh, nhưng chỉ thoáng qua liền thu lại. Tạ Kiến Vi thầm thì, có thể ôm con một cái được không? Lục Ly nói, lại đây. Tạ Kiến Vi dịch gần đến bên cạnh hắn. Lục Ly vươn tay ôm anh vào lòng. Trên ghế sau rộng rãi, hai người ôm chặt lấy nhau, khoảng cách thật gần mà tim lại thật xa. Tạ Kiến Vi úp mặt vào cổ hắn. Con rất nhớ người ấy. Là chị ấy hay là anh ấy, Lục Ly hoàn toàn không rõ. Phần mộ được đặt giữa một sườn núi tại vùng ngoại ô, mưa lay phay rơi từng giọt tí tách, khiến sườn núi vốn mờ mịt càng toát nên vẻ lạnh lẽo. Tạ Kiến Vi cùng Lục Ly xuống xe, cấp dưới đi theo đã đến trước, thấy bọn họ xuống xe, vội vàng mang ô tới. Lần này Tạ Kiến Vi không từ chối, hai người sóng vai đi cạnh nhau, ô đen che được mưa trên đầu, lại che không được bầu không khí lạnh lẽo bi thương trong lòng. Lần đầu tiên Tạ Kiến Vi tới tế, không phải vì cha mẹ Tạ, cũng không phải vì hai người anh trai, mà vì bà Lục. Trên hành tinh hoang cát vàng ngợp trời, Tạ Kiến Vi cúi đầu thật thành kính trước phần mộ đơn độc mà ngạo nghễ nọ, chân thành cảm ơn bà đã mang Lục Ly tới cho anh. Nhờ có bà Lục, Lục Ly có một gu thẩm mỹ với phái nữ rất bình thường. Hắn thích con gái kiên cường độc lập, không phụ thuộc vào người khác,
vừa dịu dàng nữ tính nhưng không thiếu phần quyết đoán như nam giới. Giống như rất nhiều cô gái từng xuất hiện trong các giấc mơ, có người dịu dàng, có người hoạt bát, có khi thành thục, lại có lúc đáng yêu, nhưng chắc chắn không phải loại hoa trên gấm phụ thuộc vào đàn ông. Nghĩ đến đây, Tạ Kiến Vi cảm thấy Lục Ly nên là trai thẳng mới đúng, sao lại công như nhan mũi rồi? Nhưng mà Tạ Kiến Vi lại nghĩ tới bản thân mình. Anh chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình ở bên cạnh một người đàn ông, nhưng đã gặp gỡ nghĩa là định mệnh. Chỉ cần đó là người ấy là đủ để bỏ qua tất cả quy tắc trước giờ. Bởi vì Lục Ly gặp anh, mà cũng bởi vì anh gặp được Lục Ly, vậy nên hai người trở thành quy tắc chân chính của nhau. Mặc dù trước mắt là một phần đầy bi thương, nhưng trong lòng Tạ Kiến Vi lại là dòng suối ấm áp. Có thể đứng bên cạnh người kia, đứng bên cạnh người mà bản thân hằng mong nhớ, còn điều gì tuyệt vời hơn nữa đây? Tạ Kiến Vi từ từ nhắm hai mắt lại, vái một vái thật sâu trước ngôi mộ. Tạ Nhu dường như là hóa thân của bà nội Lục, người phụ nữ tốt đẹp như vậy, đáng để người đời kính trọng. Sau khi viếng, cả người Tạ Kiến Vi đã ướt đẫm. Khi tới gần khu mộ, Tạ Kiến Vi không muốn để người ngoài lại gần, vậy nên chỉ đi cùng với Lục Ly. Anh không muốn mở dù, Lục Ly cũng chiều ý anh. Mưa dù nhỏ nhưng vẫn dai dẳng, ướt tóc, ướt cả hai vai, trượt từ mặt xuống ngực, thấm khắp toàn thân, tựa như người cũ quay về thăm hỏi. Sau khi lên xe, Lục Ly nói, cởi áo khoác ra. Tạ Kiến Vi ngoan ngoãn nghe lời cởi áo khoác, nhưng âu phục bên trong cũng ướt đẫm, hơi lạnh xuyên qua lớp quần áo mỏng ngấm vào da thịt. Lục Ly khẽ nhíu mày, thay cả đi, trong xe có chuẩn bị sẵn quần áo. Tạ Kiến Vi lại đáp, quay về đã rồi tính sao. Vì hôm nay là ngày đặc biệt nên Lục Ly không nói thêm gì. Hai người đều nói rất khẽ, dọc đường về nhà, ngoài tiếng mưa rơi tí tách, chẳng còn bất kỳ tiếng động nào khác. Tạ Kiến Vi và Lục Ly về tới căn biệt thự ở vùng ngoại ô cũng là lúc bóng tối buông xuống. Đây là tài sản riêng của Lục Ly, một căn biệt thự kiểu cổ. Dây thường xuân xanh mướt bò dọc bờ tường, khiến ngôi biệt thự mang phong cách Gothic càng thêm âm trầm, hoang vắng. Tạ Kiến Vi từng hỏi Lục Ly, sao không gọi người đến dọn đi? Lục Ly biết anh không nhớ được những chuyện từ lâu như vậy, nhưng đây là do Tạ Kiến Vi tự tay trồng. Cho dù anh đã quên, hắn cũng vẫn muốn giữ lại. Dần dần Tạ Kiến Vi cũng quen, lại thấy nơi này không đến mức âm u. Thậm chí anh còn cảm giác ánh sáng vàng hắt vào từ ngọn đèn bên cửa sổ có phần ấm áp. Lục Ly cùng anh vào nhà, người hầu đã chuẩn bị sẵn nước ấm. Lục Ly nói, uống chút trà gừng rồi đi tắm đi. Vâng, Tạ Kiến Vi cầm lấy cái cốc uống một ngụm, bảo, ba cũng uống chút đi. Nói rồi trực tiếp đưa cái cốc mình đang uống cho Lục Ly. Lục Ly không cầm mà uống ngay một ngụm đúng chỗ anh vừa uống. Tim Tạ Kiến Vi lệch nhịp. Lục Ly lại nói, đi tắm đi. Tạ Kiến Vi nhịn mãi mới không buộc miệng nói ra ba tiếng cùng nhau tắm. Dù sao hôm nay cũng là một ngày đặc biệt. Tuy rằng uống trà gừng rồi lại tắm nước nóng đổ mồ hôi kịp thời, nhưng sáng hôm sau Tạ Kiến Vi vẫn bị sốt. Thời tiết đầu xuân, anh lại rét đến mức run cầm cập, cuộn tròn trong lớp chăn, trông như một đứa trẻ, cực kỳ đáng thương. Lục Ly đến gọi anh dậy, thấy anh mãi không nhúc nhích. Sau khi cúi xuống sờ thử trán anh, tim liền thắt lại. Kiến Vi. Tạ Kiến Vi lầm bầm, cho con ngủ thêm một lát. Con sốt rồi. Không sao đâu, ngủ một chút là khỏi. Lục Ly nói, để ba gọi bác sĩ tới. Không cần đâu. Tạ Kiến Vi mơ mơ màng màng, nói ngay lập tức, con không tiêm đâu. Không sai, quân sư Tạ đúng thật có sợ chuyện này. Trong thời đại tinh tế, việc tiêm không mang tới cảm giác đau, tiêm vài mũi cũng chẳng sao, đầu giống như trái đất cổ. Dùng mũi tiêm cứng, đã đâm thẳng vào da thịt, lại còn cần đâm đúng vào mạch máu. Tạ Kiến Vi đã có phần nhạy với cảm giác đau, không đến mức quá kinh khủng. Nhưng sau khi đi vào cảnh trong mơ, cũng vì Lục Ly rất cưng anh, càng phóng đại điểm này, thành ra càng nghiêm trọng hơn so với ngoài đời. Chỉ va đập một chút cũng đau đến nghiến răng, đừng nói tới việc tiêm chích hẳn vào da thịt.
Nếu Lục Ly làm cha, ắt hẳn chính là hình mẫu chỉ cần con nhỏ làm đúng một chút, liền chiều theo 100% bất kể nguyên tắc. Hắn miễn cưỡng đáp, không tiêm, bác sĩ chỉ khám thôi. Khám xong nhất định sẽ tiêm. Tạ Kiến Vi mở to mắt nhìn hắn, đôi mắt long lanh lóng lánh, ánh nước cực kỳ rung động lòng người. Lục Ly nhanh chóng đầu hàng, vậy uống thuốc trước nha. Tạ Kiến Vi nói, cũng được ạ. Vẫn không tình nguyện chút nào. Lục Ly tự mình đi lấy thuốc cho anh, còn cố ý gọi điện thoại xin tư vấn của bác sĩ. Người hắn liên lạc là bác sĩ chủ nhiệm của bệnh viện trung ương, vốn tưởng là bệnh viện nghiêm trọng lắm, vừa nghe xong chỉ là cảm cúm bình thường. Bác sĩ cảm thán, đậu má thiệt sự là dùng dao giết trâu mổ gà. Lục Ly còn cố ý hỏi thêm, có loại thuốc nào không đắng mà vẫn có hiệu quả không? Bác sĩ đáp lại đầy vẻ khinh bỉ, thưa ngài Lục, thuốc đắng giả tật. Lục Ly, có điều bác sĩ cũng không muốn chọc ông lớn này, chỉ liệt kê cho hắn một danh sách các loại thuốc, sau đó nói, cơ bản là vậy, ngài có thể xem xét. Thuốc đông y lành tính, nhưng vị đắng. Thuốc tây vị đỡ hơn, nhưng lại mang tới nhiều tác dụng phụ. Thật ra đây chỉ là chuyện nhỏ, hơn nữa cũng không có nhiều ảnh hưởng. Đã vậy còn chỉ là chút cảm vặt, nào cần uống thuốc. Uống vài ba cốc nước nóng là hết bệnh, nhưng quan tâm dễ loạn. Đã trân trọng một người thì chỉ cần nhìn một sợi tóc của người đó rụng cũng đủ đau lòng. Cuối cùng Lục Ly cũng cầm được thuốc về. Tạ Kiến Vi ngoan ngoãn uống, lại uống thêm vài ngụm nước ấm. Lục Ly hỏi anh, đói không? Tạ Kiến Vi nói, muốn ngủ thôi. Lục Ly đáp, thế ngủ thêm một lúc đi, tối rồi ăn cơm. Tạ Kiến Vi cuộn chặt mình trong chăn, để lộ hai mắt nhìn hắn. Ngủ cùng con đi. Lục Ly, Tạ Kiến Vi nói, ngủ cùng con nha. Lục Ly nghe được, trái tim rung lên. Tạ Kiến Vi bị sốt tới mơ màng rồi sao? Vậy nên mới nói ra yêu cầu như thế với hắn. Đương nhiên Tạ Kiến Vi không hồ đồ, nhưng anh chẳng ngại giả bộ. Anh dùng đôi mắt trong mong nhìn Lục Ly. Lục Ly làm sao có thể kháng cự được? Hắn còn chẳng ý thức được mình leo lên giường bằng cách nào. Tạ Kiến Vi rút vào trong ngực của hắn, thở dài nói, nóng quá đi. Lục Ly cũng thấy nóng, cả người đều nóng, mà chỗ đó là nóng hơn cả. Tạ Kiến Vi thích ngực hắn, thích mùi hương của hắn, kề sát cạnh hắn, trong lòng anh chỉ còn lại sự vui vẻ. Có khi nào con sẽ lây bệnh cho ba không nhỉ? Con bị cảm lạnh, sẽ không lây. Ma xui quỷ khiến thế nào, Tạ Kiến Vi lại nói thêm một câu, hôn môi cũng sẽ không lây đâu, nhỉ? Cả người Lục Ly cứng đờ. Tạ Kiến Vi ngửa đầu nhìn hắn, ánh mắt anh ướt nước bởi vì nhiệt độ cơ thể tăng cao, đôi môi mọng càng thêm đỏ, tựa như trái đào ngọt nước vừa hái từ trên cây xuống, dụ người cắn một miếng. Lục Ly tự nói với lòng mình, người nọ chỉ đang sốt nên mới mơ mơ màng màng, mình không thể nghe theo. Ngay sau đó hắn đã bị Tạ Kiến Vi hôn. Tiếng Tạ Kiến Vi nhẹ tựa lông hồng, ngọt ghê. Không phải miệng Lục Ly ngọt, mà là do anh uống thuốc đắng, bởi vậy mới cảm thấy Lục Ly ngọt. Lục Ly đè anh xuống, điên cuồng càng quét một vòng trong miệng anh. Đầu Tạ Kiến Vi vốn đã đau, giờ lại càng trở nên mơ hồ. Sắc mặt anh ửng đỏ, thì thầm, làm đi. Tim Lục Ly đập mạnh tới mức sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, nhưng dẫu sao lý trí hắn vẫn còn. Đừng có quậy. Tạ Kiến Vi liếm liếm đôi môi khô, nói khẽ, nghe nói khi bị sốt, chỗ đó rất nóng. Rất rất nóng luôn ấy. Lục Ly như bị sóng xung kích bắn trúng, cảnh tượng trước mắt trở nên nhiễu loạn. Với cả con cứng rồi. Tạ Kiến Vi kéo kéo tay hắn, sờ sờ cái của mình, mau giúp con đi. Rầm, thành công cắt đứt liên lạc với não chủ. Lục Ly đẩy ngã người trong ngực. Về phần nơi đó có nóng hay không, việc này cậu không biết, tôi không biết, chỉ có Đại Ly biết. Cũng không biết do thuốc phát huy tác dụng hay nhờ Đại Ly lập công, sau một trận sảng khoái lại thêm một giấc ngủ sâu, thế mà Tạ Kiến Vi đã hạ sốt. Tạ Kiến Vi rất tiếc nuối, sao khỏi nhanh vậy, anh còn chưa chơi đã mà. Tuy nói đã hạ sốt, nhưng Lục Ly vẫn bắt anh ở lại đây nghỉ ngơi mấy ngày. Tạ Kiến Vi còn định giả bộ ốm thêm vài hôm,
nhưng nhiệt độ cơ thể anh đã bình thường, không ho khan mà cũng chẳng có dấu hiệu nào của bệnh tật. Thật sự khó mà diễn được. Cũng đâu thể ôm bụng rồi bảo đau bụng đâu. Mà nếu có đau bụng, Đại Ly đau lòng sẽ không chịu làm anh nữa. Tuần trăng mật ngọt ngào cứ như vậy bị cưỡng ép kết thúc. Với tư cách lãng tử từng qua vạn bụi hoa không vương chút lá, Tạ Kiến Vi thật lòng không muốn đi gặp nhóm tình nhân bé nhỏ của mình tí nào. Nhưng không có cách nào khác, vì diễn theo hình tượng, anh bắt buộc phải lượn một vòng. Lục Ly luôn theo dõi hành trình của anh. Anh đi đâu, gặp ai, hắn cũng đều biết rõ. Lúc anh bị bệnh ngoan là thế, quấn chặt lấy hắn như thiếu niên đã chìm sâu vào ái tình. Thế mà chỉ trong chớp mắt, đã bắt đầu dạo chơi, ghẹo hoa, đùa lá tiếp rồi. Lục Ly đã từng tự nói với bản thân vô số lần, phải lạnh lùng một chút, phải lý trí một chút, đừng để bị Tạ Kiến Vi quyến rũ, đừng chờ mong. Nhưng dù có nói nhiều hơn nữa cũng là vô dụng. 4 ngày, Tạ Kiến Vi đã đổi địa điểm dừng chân tới 4 lần, phóng túng, nhưng anh cũng không quên chính sự. Bỏ rơi Tôn Thanh Hải đã nửa tháng, Tạ Kiến Vi cảm thấy đã đến thời điểm nên đi gặp mặt thương lượng với lão ta rồi. Trong lòng Tôn Thanh Hải run sợ, nhìn Tạ Kiến Vi cuối cùng đã tới đây, lão vừa hoảng hốt lại vừa nhẹ nhõm. Trốn chẳng được, những gì lão có thể làm đều đã làm hết. Tạ Kiến Vi nghiêng người dựa vào ghế thái sư, hiếp mắt nhìn lão ta. Chú Tôn, chú thật là thân già nhưng lòng còn chưa già, lá gan to hơn người trẻ tuổi nhiều lắm. Một câu anh nói khiến Tôn Thanh Hải nhũng chân. Lão ta liên mồm giải thích, thiếu gia, việc này thật quan cho tôi quá, là tôi bị sắc đẹp khiến cho mê muội, để con khốn kia tìm ra kẻ hở, dùng danh nghĩa của tôi để đi cấu kết, đi lấy một đống hàng về. Chúng ta đều là kẻ sáng mắt, không nói chuyện vòng vo. Việc này cho dù ông làm hay người tình của ông làm, chung quy lại vẫn tính lên đầu ông. Mồ hôi lăn từng giọt trên trán của Tôn Thanh Hải. Sao có thể nói như vậy được? Con khốn kia làm sao lại thành tôi làm được? Quản cấp dưới không nghiêm là lỗi của tôi, nhưng cũng đâu đến mức đó. Tạ Kiến Vi vung tay vứt cho lão ta một sấp tài liệu. Tôn Thanh Hải chưa rõ, nhưng khi vừa nhìn thoáng qua, lão ta đã rung lên, ngay lập tức quỳ rạp xuống đất. Điều này hoàn toàn vô lý, tôi chưa từng làm việc này, cô ta càng không thể. Tạ Kiến Vi nhìn lão ta bằng ánh mắt không cảm xúc, giọng nói cũng nhẹ nhàng thoải mái vô cùng. Muốn vu cáo cho người khác, lo gì không tìm được tội danh. Tôn Thanh Hải trợn to mắt trong bàng hoàng. Tạ Kiến Vi nói, những thứ này đều là Mạc Sâm chuẩn bị cho ông, đợi bao giờ ba rảnh rỗi sẽ nộp tất cả đống này lên. Hắn ta đang ngậm máu phun người, cả thảy tôi chỉ ký có một đơn hàng, ở đâu ra nhiều biên bản thế này? Hắn ta đang vu oan giá họa, chỉ cần kiểm tra một chút là phát hiện ra được ngay, Ngài Lục nhất định sẽ không tin. Lão ta vội vàng thanh minh, không để ý bản thân đã lỡ miệng, Tạ Kiến Vi nở nụ cười, hỏi lại. Vậy ra, ông ký tất cả là một đơn hàng? Tôn Thanh Hải rung lên, vội vàng đáp. Ý tôi là... Tạ Kiến Vi bỗng dưng như chẳng còn chút kiên nhẫn nào, anh đứng dậy, nhấc chân, quay người, giọng nói lạnh lùng như băng. Tôi nói thật cho ông biết nhé, Mạc Sâm đã vẽ sẵn đường cho ông rồi, tất cả những tài liệu này đều là sự thật. Tất cả hàng đều được chuyển đi thật, dùng tên của ông không biết chuyện sao? Vậy chỉ có thể nói là do ông ngu xuẩn, ngay cả tâm phúc của mình cũng không quản nổi. Nói đến nước này, Tôn Thanh Hải làm sao còn không hiểu, ông ta ngã ngồi ra đất, mặt trắng bệch. Mạc Sâm, vì sao hắn lại muốn hại tôi? Tôi và hắn hoàn toàn không có thù oán gì. Hắn hại ông? Thật ra thì ông còn không đủ tư cách để hắn tính đến chuyện hãm hại. Giọng Tạ Kiến Vi lạnh như băng. Ông ấy à, chỉ là công cụ ám hại người khác thôi. Hắn ta hao tâm tổn lực bày ra trận này chẳng phải vì ông, mà vì tôi. Tôn Thanh Hải không ngu, đứng được ở đây đều là kẻ có đầu óc. Đầu giáo của Mạc Sâm đúng thật luôn hướng về phía Tạ Kiến Vi, nhưng Tạ Kiến Vi cẩn trọng, hơn nữa kiểm soát cấp dưới rất nghiêm ngặt, hoàn toàn không thể tìm điểm yếu để ra tay. Vậy nên Mạc Sâm lấy lui làm tiếng, ra tay từ phía Tôn Thanh Hải. Tuy rằng Tôn Thanh Hải không phải là người dưới trướng Tạ Kiến Vi, nhưng là người đi theo lâu năm,
về tình, về lý, Tạ Kiến Vi đều sẽ nể lão ta vài phần. Lợi dụng một phần nể mặt này có thể làm nên chuyện. Cho dù không thể khiến Tạ Kiến Vi tổn thương đến xương cốt, nhưng có thể khiến cho anh say sát ít nhiều. Tôn Thanh Hải mặt đầy oán hận, nói: chỉ vì muốn làm ngài tổn thất mà hắn đánh đổi bằng tính mạng của cả nhà tôi. Đương nhiên không chỉ có vậy. Tạ Kiến Vi liếc qua những tài liệu kia. Hắn đã nhận tiền, muốn thoát thân an toàn, dù sao cũng phải tìm người gánh tội thay. Thật đúng là một mũi tên trúng ba con chim. Mạc Sâm bán hàng cấm thu về một khoản tiền lớn, sau đó đẩy củ khoai nóng sang cho Tôn Thanh Hải, lại dùng Tôn Thanh Hải đào hố Tạ Kiến Vi. Nếu làm tốt, không chừng còn khiến Lục Ly mâu thuẫn với Tạ Kiến Vi nữa. Chiêu này phải công nhận rất cao tay. Chỉ tiếc hắn gặp phải quân sư Tạ. Tôn Thanh Hải vẻ mặt như tro tàn. Chuyện đến nước này, lão ta không tìm ra được đường sống nữa. Ngay từ đầu Mạc Sâm đã lên kế hoạch kỹ càng, mà lão ta lại hoàn toàn không biết chuyện, bị người ta lợi dụng từ đầu tới cuối. Nếu không nhờ Tạ Kiến Vi đến nói rõ, có lẽ đến lúc chết lão cũng không hiểu lý do. Tạ Kiến Vi nhìn thấy lửa đã đến độ, liền nhẹ nhàng cất lời: ông cũng đừng vội nghĩ đến cái chết, ván cờ này cũng chưa thua hoàn toàn. Đôi mắt đã mất đi hy vọng sống của Tôn Thanh Hải bỗng sáng ngời. Lão nhìn về phía Tạ Kiến Vi, nói: thiếu gia, xin thiếu gia hãy cứu tôi. Tuy tôi hồ đồ, nhưng đã theo ngài từ bấy đến giờ. Tôi... Đừng có nhắc lại mấy lời này. Ông theo tôi và ba từ đó tới nay, chẳng lẽ còn không rõ phép tắc hay sao? Lòng tham là không đáy, còn kêu ca nữa tôi sẽ trị người đúng tội. Tôn Thanh Hải vội vã câm miệng. Tạ Kiến Vi ngồi trở lại ghế thái sư, gõ nhẹ đầu ngón tay, nói: tôi có thể tha cho ông một mạng, nhưng với điều kiện ông làm cho tôi một việc. Tôn Thanh Hải vội vàng kêu lên: xin thiếu gia cứ nói. Tạ Kiến Vi chỉ vào đống tài liệu: nhận tội đúng những thứ này, sau đó khai Mạc Sâm là kẻ đứng đằng sau sai bảo. Tôn Thanh Hải hiểu, nhưng lão vẫn không thấy được đường sống ở đây. Tạ Kiến Vi nói: tính tôi hẳn ông cũng biết rồi, có chuyện gì đều nói thẳng, hiện giờ hoàn toàn không có khả năng giúp ông giữ được vị trí này. Ông cũng đừng hòng chối bỏ tội lỗi. Đừng nói tới chuyện ông thật sự đã ký một đơn hàng. Cho dù không ký đi chăng nữa, những bằng chứng rõ rành rành cũng chẳng thể nào xóa được. Chẳng cần biết ông có nhận hay không, những tội này đều là của ông. Thà rằng ông nhận, sao lại kéo Mạc Sâm xuống nước? Mạc Sâm kéo ông chịu tội thay, lẽ nào ông thật sự cam lòng để hắn tiêu diêu tự tại? Tôn Thanh Hải không cam lòng. Chỉ có điều Tạ Kiến Vi lại thả cho lão một đường sống. Chỉ cần ông làm theo những gì tôi bảo, nhất định tôi có thể cứu cái mạng này của ông. Tôn Thanh Hải thấp thỏm: thiếu gia. Tạ Kiến Vi nở nụ cười với lão ta: ông cứ tự cân nhắc, Mạc Sâm hay tôi đáng tin hơn. Đáp án rất rõ ràng. Tạ Kiến Vi lại nhẹ nhàng thả cho lão thêm một câu: ông cũng nên nghĩ kỹ xem ba rốt cuộc đứng về phía ai. Những lời này lập tức thức tỉnh Tôn Thanh Hải. Mạc Sâm là người mới, chỉ biết rằng Tạ Kiến Vi là Lục Ly dây dưa không rõ ràng, chỉ nhìn thấy Tạ Kiến Vi trèo lên giường của Lục Ly. Nhưng Tôn Thanh Hải lại là người từng trải, lão hiểu rõ hơn rất nhiều người một chuyện. Lục Ly thực sự bồi dưỡng Tạ Kiến Vi như người thừa kế duy nhất của mình. Bởi vì trước kia mối quan hệ giữa bọn họ không phải là ba con, mà là anh em. Nhưng một sự kiện đã xảy tới, từ sau đó Tạ Kiến Vi và Lục Ly sống nương tựa lẫn nhau, xưng hô cũng đổi từ anh em thành ba con. Nguyên nhân chỉ có một: một khi Lục Ly chết, người thừa kế duy nhất chính là Tạ Kiến Vi. Vì sao Lục Ly có thể chết? Bởi vì bọn họ là người thường, đều có khả năng sẽ chết. Tôn Thanh Hải nghĩ đến mối quan hệ ấy liền hoàn toàn tỉnh táo trở lại. Mạc Sâm muốn đánh ngã Tạ Kiến Vi là chuyện không thể, bởi vì Tạ Kiến Vi chính là đại diện của Lục Ly. Làm sao Mạc Sâm có thể lật đổ được Lục Ly? Thu phục Tôn Thanh Hải, Tạ Kiến Vi còn tặng Mạc Sâm một cơ hội. Mạc Sâm làm việc rất cẩn thận, cho dù nắm chắc phần thắng trong tay, nhất định hắn vẫn giữ lại con át chủ bài chưa lật. Chỉ khi nào thời điểm thích hợp nhất, có thể mang lại lợi ích lớn nhất mới lật ra. Nhưng bao giờ mới tới thời điểm đạt được món lợi nhiều nhất? Tạ Kiến Vi đành phải hăng hái giúp hắn phen này. Sinh nhật của Lục Ly rơi vào đầu tháng 5. Tuy hiện tại hắn đã tẩy trắng hoàn toàn,
Chuyện ngày trước đã không còn dính líu, nhưng dẫu sao cũng là giới nhà giàu, không thể thiếu chút quy củ. Kẻ dưới dù sao cũng muốn tặng quà cho hắn, ngày lễ ngày Tết không xong, chỉ đành xuất toàn lực vào dịp sinh nhật. Ai cũng cố gắng tìm kỳ trân dị bảo về, dùng tất cả mọi cách để chiếm được sự yêu thích của Lục Ly. Ví dụ như Chu Quyền, một kẻ thô kệch, lại chi ra mấy trăm vạn đi mua một bức tranh chữ danh môn. Nghe nói trước đó còn ngốc nghếch cúng ra 200 vạn để mua một bức giả. May mắn có người sáng suốt chỉ bảo, nếu không hắn dâng bức tranh chữ đó lên làm quà sinh nhật, không chừng sẽ mất mặt tới tận nhà bà ngoại. Còn có đủ loại kỳ sơn dị thạch, châu báu hiếm có. Tóm lại đều có kẻ vung tiền, vung tay không tiếc rẻ, mà năm nay lại có thêm vài thứ mới mẻ. Noi theo gương Tại Kiến Vi, không ít kẻ học tập tìm về khá nhiều người đẹp, dạy dỗ cẩn thận. Nếu có cơ may được Lục Ly sủng ái, bọn họ cũng theo đó mà được nhờ. Nhìn Tạ Kiến Vi đi, nếu không vểnh mông lên, liệu người này có thể có ngày hôm nay? Ngoài miệng Tạ Kiến Vi bảo muốn giữ bí mật, không thể tiết lộ, muốn mang tới bất ngờ cho Lục Ly. Nhưng Lục Ly sao lại không biết? Không chỉ biết, hắn còn cực kỳ buồn bực, tức tới mức không muốn gặp mặt anh. Nói ra kể cũng tội, Tạ Kiến Vi đúng thật có ý chọc cho hắn giận. Vừa dạy bảo người mới, vừa lưu luyến bụi hoa nọ, bụi hoa kia, Lục Ly không tìm anh liền không đặt chân vào tổng bộ. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, bên ngoài đã lan truyền không ít tin đồn. Xem ra Tạ đại thiếu thật sự thất sủng rồi. Hình như là đúng rồi, hôm trước tôi nhìn thấy cực rõ, rõ ràng thiếu gia ở đấy, vậy mà ngài Lục coi như không thấy rồi xoay người rời đi. Tôi nói với cậu cái này mới đáng xấu hổ này, Tạ đại thiếu gia đang định đi lên, nào ngờ ngài Lục đã trực tiếp quay người đi mất. Khó trách tại sao Tạ đại thiếu muốn tìm người mới, chắc hẳn đã biết mình không được nữa nên muốn đổi người. Chẳng biết ngài Lục có ăn món mới của anh ta không đây. Đừng nói nhiều, đây là cơ hội tốt đấy, cậu xem tôi có cơ may không này. A hi hi hi, cút sang một bên đi, trông cậu xem, đến cả cái móng tay của Tạ đại thiếu cũng chẳng bằng. Người nọ vốn chỉ nói đùa, nghe thấy lời này liền cười ha ha. Tạ Kiến Vi cảm thấy hiệu quả không tệ. Nếu như không làm như vậy, Lục Ly nhất định sẽ không giận anh. Không giận anh, sao Mạc Sâm có cơ hội được đây? Tạ Kiến Vi khổ tâm làm chuyện tốt. Tin Lục Ly và Tạ Kiến Vi bất hòa lan truyền đã được nửa tháng. Sau đấy lại xảy ra một chuyện kích động Lục Ly. Tạ Kiến Vi hiếm khi được lúc tự mình lái xe, nào ngờ lại xảy ra va chạm với người khác. Đây cũng chẳng phải chuyện gì to tát, bồi thường một là được. Tạ Kiến Vi cũng chẳng để tâm, nhưng đối phương lại xin lỗi đầy ăn năn. Thật sự xin lỗi cậu rất nhiều, là do tôi mất tập trung. Nghe giọng nói của đối phương, Tạ Kiến Vi không nhịn được mà liếc anh ta thêm vài cái. Vừa nhìn liền phát hiện ra người này không ổn. Người đàn ông trước mặt đẹp trai lịch sự, áo gió màu nâu nhạt, ôm lấy dáng người cao ráo, càng tôn lên gương mặt nam tính khôi ngô. Nhưng khiến Tạ Kiến Vi để ý chính là gương mặt của anh ta lại có vài phần giống với Lục Ly. Nếu chỉ liếc qua thì không thể phát hiện, nhưng một khi nhìn kỹ sẽ thấy kha khá điểm tương đồng. Không phải rất giống, nhưng cứ na ná. Đây là Lục Ly sao? Không phải, là nó. Chưa thể khẳng định được, nhưng chắc chắn đây là một nhân vật khả nghi. Tạ Kiến Vi cảm thấy hứng thú với đối phương. Anh cười cười, không sao, chỉ sướt chút thôi. Người đàn ông đưa danh thiếp của mình ra, giọng dịu dàng. Để tôi liên lạc với cửa hàng 4S. Nếu cậu có gì bất tiện cần dùng xe, tôi có thể đưa. Không sao, gara nhà Tạ Kiến Vi có đủ xe để dùng, trong nhà có sẵn. Tên của người đàn ông này cũng rất thú vị, Lộ Yến. Hình như có chút vần vần với Lục Ngôn nhỉ. Tạ Kiến Vi quan sát danh thiếp một hồi, mãi sau mới lên tiếng. Cái tên này hơi giống một người quen cũ của tôi. Lộ Yến cảm thấy hứng thú, nói, họ của tôi khá là hiếm đấy. Tạ Kiến Vi lắc đầu, đáp, anh ấy tên Lục Ngôn, viết như thế này. So sánh xong, Lục Yến đã hiểu, anh ta mỉm cười, nói, đúng là trùng hợp. Tạ Kiến Vi ngẩng đầu nhìn anh ta, cũng coi như có duyên, có thể kết bạn chứ. Lộ Yến nói, vô cùng hân hạnh. Hai người hàn huyên một lúc, tới khi trợ lý đến, chuyển xe của bọn họ đi. Lộ Yến đề nghị, đã sắp giữa trưa rồi,
cùng ăn cơm luôn được không? Được, Tạ Kiến Vi đồng ý đáp. Anh có thể ăn cay không? Tôi biết một chỗ rất ngon. Lộ Yến cười, nói, tôi thích lắm nhưng lại không ăn được nhiều. Không sao, thích là được rồi. Tạ Kiến Vi dẫn anh ta tới một quán ăn cay kiểu Tứ Xuyên, hai người cùng dùng bữa, dường như khoảng cách được xích lại gần hơn một chút. Dường như Lộ Yến rất có thiện cảm với Tạ Kiến Vi, lúc tạm biệt còn tỏ vẻ tiếc nuối. Tạ Kiến Vi nghĩ nghĩ, mở lời, ngày mai anh Lộ có rảnh không? Lộ Yến vội vàng đáp, rảnh chứ. Tạ Kiến Vi lại bảo, vậy trưa mai hẹn nhau nữa nha. Được, Lộ Yến cười dịu dàng, đáy mắt ngập tràn sự vui vẻ. Sau 3 ngày hai người kết bạn, tới ngày thứ 4, bởi vì Tạ Kiến Vi uống rượu, Lộ Yến liền lái xe đưa anh về. Sau khi xuống xe, Tạ Kiến Vi hơi loạn choạng, Lộ Yến vội vàng đỡ lấy anh. Tạ Kiến Vi nói, không sao đâu, chút rượu ấy có là gì. Lộ Yến chăm chú nhìn anh một hồi, sau đó chuyển tầm mắt sang nơi khác. Tửu lượng của cậu thật sự rất cao. Hai người đứng dưới chân đèn đường, bóng cả hai trông như kề cận với nhau. Lục Ly nhìn từ trên xuống, mặt âm u tới cực điểm. Tạ Kiến Vi tự mình lên gác, vừa mới vào phòng đã bị Lục Ly hôn. Tạ Kiến Vi biết hắn tám phần là đang ghen, có lòng muốn dỗ hắn, nên mượn rượu thực hiện tư thế cưỡi ngựa mà hắn mong ước đã lâu. Anh có lòng muốn dỗ Lục Ly, nào ngờ đâu Lục Ly đau tê tái. Vì sao đối phương hăng hái như vậy? Là bởi người đàn ông tên Lộ Yến kia sao? Lục Ly không nhịn được mà nhớ lại những chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Quan hệ bất chính này giữa hắn và Tạ Kiến Vi cũng bắt đầu từ sau đám cưới mỹ lệ ấy. Tạ Nhu và Lục Ngôn, một người là chị của Tạ Kiến Vi, người kia là em trai hắn. Bọn họ đứng giữa lễ đường thiêng liêng, nhận lời chúc phúc của muôn người, mỉm cười đính kết duyên phận. Trong buổi lễ, Tạ Kiến Vi cười vô cùng hạnh phúc, anh chân thành chúc phúc cho chị của mình, chân thành cảm tạ ông trời đã cho chị gái xinh đẹp của mình được gặp anh rể. Đến khi tiệc tang, Tạ Kiến Vi say rượu tới mơ mơ màng màng, ngã vào trong gốc rồi rơi lệ. Lục Ly tới dìu anh, lại nghe thấy tiếng anh nỉ non. Xin lỗi, vô cùng xin lỗi. Người này đã làm sai điều gì? Lục Ly ôm lấy anh, tiếng Tạ Kiến Vi khe khẽ yếu ớt như tiếng lá rơi, nhưng từng từ lại nặng tựa ngàn cân, đè lên trái tim Lục Ly. Xin lỗi, chị, em xin lỗi, em không nên thích anh ấy. Em không nên. Anh khóc vừa đau khổ vừa tuyệt vọng, tình yêu sai trái như rắn độc gặm nhấm anh, khiến giọng nói của anh vừa chật vật lại vừa đau đớn khôn cùng. Anh ấy là ai? Có thể khiến Tạ Kiến Vi nói cũng không dám nói, lại không ngừng nói xin lỗi với chị gái mình về tình cảm chân thành của mình. E rằng chỉ có Lục Ngôn. Tạ Kiến Vi thích Lục Ngôn. Tim Lục Ly như rơi xuống đáy vực, nhói đến cảm giác đau đớn khi bảo bối mình nâng niu trong lòng bàn tay bất ngờ biến mất. Hắn còn không kịp nuôi anh lớn, trong lòng anh đã có người khác. Lục Ly cảm thấy không cam lòng. Vì sao? Vì sao hắn ở gần anh đến thế, anh lại vẫn chỉ nhìn những người khác thôi? Lục Ly nhìn người thanh niên 19 đôi mươi trước mặt, trái tim rung lên rồi hôn lên đôi môi ướt át của đối phương. Đêm tân hôn, người đại diện cho tình yêu bền đẹp được chúc phúc, ôm chặt lấy nhau, mà kẻ bị lãng quên thì liều chết dây dưa trong góc phòng dơ bẩn. Sau khi tỉnh lại, Tạ Kiến Vi mơ hồ. Lục Ly nhìn về phía anh, nói, xin lỗi. Xin lỗi? Tạ Kiến Vi ngẩn ngơ, bỗng nhiên hiểu ra. Anh Ly, anh coi em là chị sao? Lục Ly, đôi vai trần của người thanh niên run run, tráng kề trước ngực Lục Ly, nói trong nức nở, không cần nói xin lỗi đâu, em hiểu được tâm trạng của anh mà. Hiểu sao? Nếu hiểu được thì em đã chẳng nói những lời như vậy. Từ đó trở đi, Tạ Kiến Vi bắt đầu trốn tránh Lục Ngôn, thậm chí còn xích mích với cả Tạ Nhu. Anh càng thêm ham mê công việc, tác phong lẫn danh tiếng càng ngày càng lan xa, đồng thời cũng bắt đầu sống phóng túng. Chỉ là từ đó trở đi, anh không hề phát sinh quan hệ với Lục Ly thêm lần nào nữa. Là Lục Ly chủ động tìm anh, Lục Ly nói, nếu em muốn làm, có thể tìm anh. Tạ Kiến Vi giật mình, anh Ly, chúng ta... Lục Ly nhắm mắt nói, anh không quên được. Hắn đang nói về Tạ Kiến Vi, nhưng Tạ Kiến Vi lại tưởng Tạ Nhu. Trong giờ phút ấy,
anh nhìn Lục Ly mà như thấy được chính mình. Đều là cầu mà không được, đều mâu thuẫn éo le, đều áp lực đau khổ. Tạ Kiến Vi cong môi cười, nhón chân hôn lên môi hắn. Đừng đau lòng, anh vẫn còn có em mà. Bắt đầu từ ngày đó, bọn họ liền hình thành mối quan hệ bất thường, cùng an ủi lẫn nhau. Lục Ly không thể nói ra lòng mình, bởi một khi hắn nói ra, Tạ Kiến Vi nhất định sẽ chạy trốn. Trong lòng con sói nhỏ phóng túng ngang ngạnh ấy, có ba người quan trọng nhất: Tạ Nhu, Lục Ngôn và hắn. Nếu Tạ Kiến Vi biết người Lục Ly thích chính là mình, nhất định anh sẽ không đành lòng khiến hắn tổn thương, nhưng bản thân lại không thể đáp lại tình cảm của hắn. Vậy phải làm thế nào? Bỏ đi thật xa. Suy nghĩ này tựa như cơn ác mộng quấn lấy Lục Ly, khiến hắn ngày đêm trằn trọc. Sau đó Tạ Nhu chết, Lục Ngôn cũng bị trọng thương, hôn mê bất tỉnh. Tạ Kiến Vi tìm kiếm hung thủ như phát điên. Đến cuối cùng, người kia đã khiến anh không thể không tỉnh táo lại. Lục Ly nói với anh: yên tâm, nhất định anh sẽ khiến bọn chúng nợ máu phải trả bằng máu. Tạ Kiến Vi tin hắn. Anh hiểu tình cảm của người đàn ông với chị mình sâu đậm ra sao, nhưng cũng biết hắn yêu quý người em trai duy nhất Lục Ngôn của mình đến nhường nào. Lục Ly và anh đều đau khổ. Bọn họ mất đi người thân ruột thịt, mất đi người yêu thương nhất. Bọn họ tuyệt vọng, oán giận, cùng đi ra từ trong địa ngục, một lòng chỉ muốn báo thù rửa hận cho thân nhân. Tạ Kiến Vi ngủ tới tận lúc mặt trời lên cao. Sau khi thức giấc, anh phát hiện Lục Ly vẫn chưa đi nên hơi kinh ngạc hỏi: hôm nay không có việc gì sao? Lục Ly trả lời: tối qua nhà của Tôn Thanh Hải đã bị người ta đốt trụi. Tạ Kiến Vi ngồi dậy, lớp áo ngủ mỏng manh không che được cảnh đẹp ngay trước ngực. Lục Ly lại nói: Tôn Thanh Hải mất tích rồi. Tạ Kiến Vi cong khóe môi: ghi chép về việc lão ta buôn lậu đã được đưa tới cho ba chưa? Lục Ly chỉ về phía bàn trà, trên đó có một sấp văn kiện. Chẳng cần xem, Tạ Kiến Vi cũng biết bên trong viết cái gì. Lục Ly lại nói: chủ quyền tố cáo với ba, nói Tôn Thanh Hải vi phạm quy định, đi buôn hàng lậu. Mọi thông tin chi tiết đều được ghi lại trong này. Hắn còn bảo sở dĩ Tôn Thanh Hải to gan lớn mật như thế là vì có người chống lưng. Về phần kẻ đó là ai, hắn không nói rõ. Nhưng tất cả mọi người đều biết, trước khi sự việc xảy ra, Tạ Kiến Vi hết lấy tiền rồi lại nhận người từ chỗ Tôn Thanh Hải. Tạ Kiến Vi nói: Mạc Sâm thiếu kiên nhẫn quá. Lục Ly nhìn về phía anh, nói: chu quyền bảo Tôn Thanh Hải sẽ xảy ra chuyện, 8 phần 10 là có kẻ chột dạ. Sợ Tôn Thanh Hải khai ra mình nên đã trực tiếp giết chết người để diệt khẩu. Tạ Kiến Vi bổ sung: có phải hắn còn nói tác phong của kẻ này rất giống con? Dù sao con cũng nổi tiếng tâm địa hiểm ác mà. Lục Ly chẳng ư hử gì. Nước cờ này Mạc Sâm đã tính toán rất tốt. Tự buôn lậu hốt tiền, lại tìm kẻ chịu tội thay. Chờ khi mọi chuyện vỡ lở, hắn liền đẩy kẻ thế mạng ra, còn bản thân thì được tẩy trắng hoàn toàn sạch sẽ. Nhân tiện hắn còn có thể hãm hại Tạ Kiến Vi. Đáng tiếc, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau lưng. Tạ Kiến Vi tiếp tục nói: ba, giúp con diễn một vở kịch đi. Lục Ly: hử? Tạ Kiến Vi ghé sát vào tai hắn, nhẹ giọng nói: như vậy. Chờ anh nói hết, Lục Ly liền liếc mắt nhìn qua: con biết tung tích của Tôn Thanh Hải. Tạ Kiến Vi: ừ, con đã giấu lão đi từ sớm rồi. Lục Ly lại liếc anh một cái nữa: con chuẩn bị tên kia để chọc giận ba. Tạ Kiến Vi cười đầy giả hoạt: ba giận à? Lục Ly cười lạnh: giận gì? Con trai muốn báo hiếu, ba giận thế nào được? Tạ Kiến Vi cong cong con mắt: nếu thật muốn báo hiếu ba thì cũng là báo hiếu như thế này. Dùng ngón tay linh hoạt cởi thắt lưng của đối phương, anh quỳ trước mặt hắn, ngậm cây gậy to lớn của hắn vào trong miệng. Lục Ly rũ mắt nhìn Tạ Kiến Vi, dùng lòng bàn tay nóng cháy đè gáy anh lại. Tạ Kiến Vi bị sặc đến ho khan. Lục Ly nói: lần sau không được làm như thế nữa. Ừ. Tạ Kiến Vi ậm ừ cho qua, hiển nhiên tâm tư đang đặt vào chỗ khác, nó vẫn chưa mềm. Lục Ly. Tạ Kiến Vi kéo quần ngủ xuống, ghé vào bên giường nói: Đừng lãng phí, thằng ranh này. Chứng kiến cảnh tượng ấy, dù Lục Ly có mềm nhũn thì cũng lập tức cứng thành cái cột chống trời. Không được lãng phí, ngay cả một giọt cũng chưa từng lãng phí.
Mãi đến buổi chiều Lục Ly mới rời đi. Trước khi đi hắn còn cố tình nhìn về phía chiếc di động ở góc phòng. Tỉnh lại, Tạ Kiến Vi phát hiện người đã đi rồi thì tương đối không vui. Nào đã ăn tối đâu, không ngủ chung, không hôn chào buổi sáng, không cùng dùng bữa trưa, ngay cả bữa tối cũng không ăn. Chạy cái gì mà chạy. Hết sức không vui, quân sư Tạ chỉ muốn ở bên Lục Ly từng giây từng phút. Nghĩ đến đây, anh lại chợt không nhịn được mà bật cười. Giấc mơ này thật là có ích. Trước kia sao anh không biết mình muốn gần gũi Lục Ly đến như vậy nhỉ? Vào phòng tắm dội qua nước lạnh, lúc đi ra Tạ Kiến Vi mới chợt nhớ tới một chuyện. Có phải hôm nay anh đã hẹn gặp Lỗ Yến không? Tạ Kiến Vi vội tìm di động, sau đó phát hiện nó đang nằm ở trong một góc phòng. Hay lắm, quả nhiên là bị tắt nguồn rồi. Ngẫm lại một hồi, Tạ Kiến Vi lại bật cười. Giằng co một ngày chính là vì không muốn để anh đi hẹn hò hả? Đại ly của anh còn có thể đáng yêu hơn được nữa không? Tạ Kiến Vi khởi động máy điện thoại, sau đó nhận được mấy cái tin nhắn liền. Trong số đó có một tin là do Lộ Yến gửi tới. Tạ Kiến Vi gọi lại cho hắn. Xin lỗi, hôm nay tôi có việc, vẫn luôn tắt máy. Xảy ra chuyện gì sao? Đừng lo, Tạ Kiến Vi dịu dàng nói. Nhưng xin lỗi vì lỡ hẹn với anh rồi. Không sao, có thời gian rảnh chúng ta lại hẹn. Ừ, liên hệ sau nhé. Thực ra Tạ Kiến Vi có thể hẹn Lộ Yến đi ăn tối, nhưng anh không muốn, dù sao cũng không gấp. Lười biếng thêm chút nữa đi, hiện giờ anh chỉ muốn gặp Lục Ly thôi. Vì thế Tạ Kiến Vi nhắn tin cho Lục Ly. Buổi tối ăn gì? Lục Ly nhắn lại. Con không có hẹn. Tạ Kiến Vi. Có. Lục Ly nhìn mà đau lòng, không muốn hồi âm nữa. Tạ Kiến Vi vội vàng nhắn cho hắn một tin. Đang hẹn với ba đây. Một câu đã khiến mây đen giăng kín tâm tình của Lục Ly tan biến. Hắn nhìn mọi thứ đều thấy vừa mặt hơn. Muốn ăn cái gì? Tạ Kiến Vi. Tới hai di lao ăn lẩu cay. Lục Ly vừa định gọi điện tới thì Tạ Kiến Vi đã nhắn. Nhưng đau mông, không dám ăn. Cuối cùng Lục Ly cũng không nhịn được mà cong khóe miệng. Xem sau này con còn dám làm bậy hay không? Tạ Kiến Vi trả lời ngay lập tức. Chẳng phải do ba quá bự à? Lời tán tỉnh này khiến Lục Ly máu nóng dâng trào. Rõ ràng mới làm đã lại muốn nữa. Rõ ràng mới xa nhau không đến một giờ đã lại muốn gặp đối phương. Lục Ly thở dài một hơi khe khẽ, nhắn. Ngày mai con muốn diễn kịch, giờ gặp có thích hợp không? Tạ Kiến Vi đáp. Lén. Lục Ly che khóe miệng đang dương cao. Lộ đừng trách ba. Không đâu. Ma xui quỷ khiến, Lục Ly chợt hỏi. Nhớ ba như vậy à? Hỏi xong hắn lại hối hận, nhưng tin nhắn SMS đã được gửi đi rồi, không thể thu hồi như những phần mềm nhắn tin khác được. Nào ngờ Tạ Kiến Vi lại thẳng thắn trả về ba chữ. Cực kỳ nhớ. Tay Lục Ly rung lên, suýt nữa làm rơi điện thoại. Tuy biết có lẽ lời kia là do Tạ Kiến Vi thuận miệng nói ra thôi, dù sao thì đối phương cũng có một đám tình nhân phải dỗ dành, nhưng lòng Lục Ly vẫn cảm thấy ấm áp hẳn lên. Hắn cảm thấy may vì cả hai đang nhắn tin chứ không phải nói chuyện trực tiếp. Được rồi, để dành mấy lời đường mật dỗ người khác đi. Ở bên kia Tạ Kiến Vi đang cầm di động cười đến cong cả con mắt. Lục Ly nghĩ một đằng, nói một nẻo rất là thú vị. Tạ Kiến Vi lại gửi tin nhắn cho hắn. Con chỉ muốn dỗ ba thôi. Lục Ly nhắn lại. Hình như hôm nay không phải là ngày của cha. Tạ Kiến Vi cười ra tiếng. Đến ngày của cha, nhất định con sẽ tặng ba một món quà bự. Ha ha, Lục Ly chỉ gửi cho đối phương hai chữ ấy. Thật mà, Tạ Kiến Vi cam đoan. Con biết ba muốn gì? Nếu con biết thật, có lẽ đã trốn đến nơi chân trời góc bể từ lâu. Lục Ly lắc đầu, không muốn tiếp tục đề tài này nữa. Hôm nay chẳng biết vì sao mà Tạ Kiến Vi lại rất hưng phấn. Chúng ta tới Rivolin Restaurant ăn đi. Ăn bữa tối trong ánh nến. Lục Ly. Tạ Kiến Vi gửi một cái biểu tượng thẹn thùng đi, bên dưới còn kèm một câu. Sau đó sẽ lên tầng cao nhất của khách sạn để làm tình. Nếu thẹn thùng thật, thì đã chẳng nói nổi lời này. Trên phương diện lý trí, Lục Ly thấy mình nên từ chối. Tạ Kiến Vi chỉ là nổi hứng trêu đùa hắn một chút, sao hắn có thể coi là thật đây? Nhà hàng Tripolin lãng mạn, bữa tối trong ánh nến tuyệt vời, còn có màn làm tình với Tạ Kiến Vi sau khi kết thúc. Tất cả Lục Ly đều không thể từ chối. Nhưng sau đó thì sao? Giấc mơ đẹp đẽ chấm dứt. Hiện thực đắng cay sẽ trở nên tàn khốc tới mức nào?
Thế nhưng bỏ qua cơ hội này, liệu hắn có còn cơ hội thứ hai không? Khi phải sống cô độc hết quãng đời còn lại, phải chăng hắn có thể coi đoạn hồi ức tốt đẹp năm xưa như một chiếc đèn kéo quân rực rỡ sắc màu để ngắm nhìn và hưởng thụ? Lục Ly còn chưa trả lời, Tạ Kiến Vi đã nhắn tới. Đặt bàn rồi, Lục Ly. Tạ Kiến Vi. Ba đang ở đâu? Con tới tìm ba. Trái tim đập bình bịch, Lục Ly nhắn. Ở nhà chờ, ba đón con. Tạ Kiến Vi ngọt ngào đáp. Dạ. Trước mắt vẫn còn nhiều công việc, nhưng Lục Ly không muốn xử lý một cái gì. Thấy hắn đứng dậy mặc áo khoác, trợ lý hơi sốt ruột, nói. Ngài Lục, phần văn kiện này, Lục Ly, ngày mai giải quyết. Trợ lý, nhưng đây vốn là việc của sáng mai. Buổi sáng có việc, nhưng ngài Lục lại biến mất tới tận giữa trưa. Nếu cứ tiếp tục trì hoãn, vấn đề cần giải quyết sẽ chồng chất càng nhiều. Chỉ là mấy hôm nay Lục Ly vốn nghiện công việc, lại tùy hứng đến lạ lùng. Trợ lý không ngăn được, chỉ đành quay sang than thở với trợ lý B. Mấy hôm nay thiếu gia làm sao vậy? Không đi chăm sóc đám tình nhân bé nhỏ à? Trợ lý B lườm hắn một cái. Trợ lý A u oán nói. Nhìn cái gì? Chẳng lẽ anh không nghĩ vậy? Mỗi lần thiếu gia đi yêu thương nhân tình, hiệu suất làm việc của ngài Lục đều mạnh đến không phải con người. Kỷ lục là liên tục 3 ngày 3 đêm chẳng hề nghỉ ngơi. Trợ lý B xanh mặt. Trời, đừng có nhắc 3 ngày đêm kia với tôi. Ông chủ làm việc, bọn họ cũng không thể nghỉ ngơi, cứ đu theo quá thực mệt muốn chết. Trợ lý A thổn thức, nói cũng phải. Như bây giờ lại hay, tâm tình của ông chủ tốt, chúng ta cũng có thể làm biến theo. Chẳng bận tâm tới chuyện nhóm trợ lý đã biến thành cá muối như thế nào, lúc này Lục Ly đang trên đường đi đón Tạ Kiến Vi. Bất chợt Tạ Kiến Vi gửi tin nhắn đến. Cho con một tấm ảnh nào. Làm gì? Lục Ly không hiểu. Tạ Kiến Vi lại nhắn. Chụp cho con một tấm đi, kiểu gì cũng được. Lục Ly hoàn toàn không biết đối phương đang muốn làm gì. Tạ Kiến Vi dứt khoát gửi tin nhắn thoại qua. Mau lên, con muốn nhìn ba một chút. Giọng nói mềm mại của anh khiến Lục Ly rung lên. Hắn không muốn chụp ảnh, mà chỉ muốn đè ngửa đối phương ra. Đương nhiên, người đang ở nơi khác, không đè được, nên hắn liền gửi một tấm ảnh qua. Ngay sau đó, Tạ Kiến Vi nhận được ảnh của Lục Ly. Có lẽ Lục Ly chụp ngẫu nhiên nên bức ảnh trông vô cùng tùy tiện, song vẫn không làm giảm độ đẹp trai. Người đẹp chụp kiểu gì cũng đẹp. Tạ Kiến Vi đòi ảnh là có mục đích. Anh muốn xem Lục Ly mặc cái gì để tìm bộ giống như vậy mặc lên. Nhan Kha nhìn quân sư Tạ tìm quần áo, thâm trầm bảo. Có người nói tên của tôi nghe giống Nhan Cẩu. Nhan Cẩu đại khái là mặt chó đi. Tạ Kiến Vi cười nói. Hơi hơi. Nhan Kha nghiêm túc cho hay. Tôi không phải mặt chó, nhưng chắc chắn là một con chó độc thân. Nói xong liền ạp nọc tiếng mà ăn đống thức ăn cho chó này. Tạ Kiến Vi bị anh ta chọc cười, tìm quần áo đến càng hăng say. Mặc dù quần áo trong phòng để đồ đều là những mẫu phiên bản giới hạn, nhưng nó cũng chính là sản phẩm có thể phô bày tất cả những đường nét đẹp đẽ nhất của đàn ông. Từ trước tới nay, Lục Ly luôn có thói quen mua mỗi mẫu hai bộ, size to là của hắn, size nhỏ là của Tạ Kiến Vi, cho nên Tạ Kiến Vi có thể tìm được bộ đồ gần giống hệt hắn một cách rất dễ dàng. Anh vừa thay quần áo xong thì Lục Ly đến. Lúc này Tạ Kiến Vi đang đứng trước gương để thắt cà vạt. Nghe thấy tiếng mở cửa nhưng anh cũng chẳng xoay người, chỉ đảo mắt nhìn ảnh ảo của Lục Ly ở trong gương. Chiếc gương lớn chứa đựng hai người đàn ông, bọn họ cao ráo đẹp trai, mặc cùng một kiểu quần áo, giống như một đôi tân nhân sắp sửa bước vào lễ đường thành hôn. Bỗng chốc hô hấp của Lục Ly trở nên dồn dập. Hắn đã suy nghĩ rất nhiều về lý do Tạ Kiến Vi tự nhiên đòi ảnh chụp, nhưng tuyệt đối không ngờ được nguyên nhân lại là như thế này. Tạ Kiến Vi nháy mắt với Lục Ly trong gương, hỏi. Nhìn được không? Lục Ly không lên tiếng, nhanh chân bước tới gần, ghé người hôn anh từ phía sau lưng. Tạ Kiến Vi nhỏ giọng nói. Đừng làm nhàu quần áo của con. Giọng Lục Ly khàn đặc, tràn đầy hương vị sắc tình. Bà có thể muốn con nghe ở chỗ này không? Tạ Kiến Vi ngẩn người, Lục Ly không nhịn được nữa. Thậm chí hắn còn không muốn rời khỏi phòng để quần áo. Hắn muốn nhìn Tạ Kiến Vi mặc bộ đồ này, say tình đến khóc lóc cầu xin ở trước gương. Thật không ngờ đại ly nhà anh lại kém chịu đựng đến thế. Khi cả hai sửa soạn chỉnh tề để ra khỏi nhà, đồng hồ đã sắp chỉ 8 giờ. Tạ Kiến Vi cũng buộc phải đổi một bộ quần áo khác. Bộ đồ lúc trước đã dính toàn chất nhầy trắng đục,
thử hỏi còn mặc làm sao. Nếu biết chuyện, có lẽ người thợ may nổi tiếng đã làm ra nó sẽ phải khóc đến thét lên. Bộ trang phục đứng đắn là thế, chẳng hiểu sao lại biến thành tình thú khi ít được. Đến cuối cùng, tuy cả hai không mặc đồ đôi, nhưng bữa tối trong ánh nến lung linh ở nhà hàng Rivolin vẫn tuyệt vời đến khiến cho lòng người mê đắm. Lục Ly không hỏi hôm nay Tạ Kiến Vi bị làm sao, mà có lẽ là hắn không dám hỏi, chỉ tận tình hưởng thụ một ngày một đêm chưa bao giờ có như thế này. Dường như hắn và Tạ Kiến Vi tâm ý tương thông, dường như bọn họ là một đôi tình nhân ngọt ngào ân ái. Dường như tất cả tội ác trên lưng cả hai đều biến mất, chỉ còn có nhau, có được lẫn nhau. Ngày hôm sau, Tạ Kiến Vi cảm thấy hơi suy thận. Bạn trẻ Lục Ly vốn thể lực kinh người, bây giờ ở trong giấc mộng của bản thân, đương nhiên là trâu lại càng trâu. Cái gì gọi là thương vàng không ngã, một đêm ít lần, thật sự không phải là nói chơi. Đáng thương thay, Tạ Kiến Vi vẫn là Tạ Kiến Vi của bình thường, cho nên thật sự là chết đi sống lại. Dùng bữa sáng xong, Lục Ly nói: "Ba về Senan trước." Tạ Kiến Vi đau lưng, không muốn hắn đi, nhưng suy nghĩ cho vở kịch phải diễn ngày hôm nay, đành phải cắn răng. "Vâng." Trước khi Lục Ly rời đi, Tạ Kiến Vi lại dặn một câu: "Hôm nay ba nhất định phải thật tức giận vào nhé." Lục Ly vốn rất khó nổi giận với Tạ Kiến Vi, hơn nữa sau một ngày một đêm hôm qua, giờ hắn chỉ muốn ôm đối phương vào lòng thật cẩn thận, ngay cả lông mày cũng không nỡ để anh phải nhíu một xíu nào. Tạ Kiến Vi đành phải dội nước lạnh giúp hắn hạ nhiệt. "Lát nữa ba đi cửa sau bên phải đi, lối riêng của con đấy." Khách sạn này không phải là tài sản riêng của bọn họ, nhưng Tạ Kiến Vi lại có lối đi riêng. Vì lý do gì? Đương nhiên là bởi anh đã đến đây quá nhiều lần, nên khách sạn coi như khách VIP mà ưu tiên đặc biệt. Chậu nước lạnh này có thể nói là dội vô cùng đúng chỗ. Một cú tạt vừa chuẩn vừa thâm, khiến Lục Ly cảm nhận được cái lạnh thấu tim gan trong nháy mắt. Tạ Kiến Vi cũng là bất đắc dĩ. Anh không muốn ngược ông xã nhà mình đâu, nhưng đối phương lại cứ thích món này thì biết phải làm sao chứ. Lục Ly đen mặt rời đi, trong đầu không ngừng tưởng tượng. Vừa nghĩ đến chuyện Tạ Kiến Vi cùng mặc áo đôi với người khác, bữa ăn tối lung linh ánh nến cùng người khác, còn cùng người khác. Hay rồi, giờ hắn đâu chỉ tức giận, có thể lập tức nổ tung rồi đấy, biết không? Gần trưa Tạ Kiến Vi mới tới tổng bộ. Anh vẫn giữ bộ dạng kiêu ngạo ngông cuồng, một đường đi một đường trêu hoa ghẹo nguyệt, vẻ như chỉ tiếc không có đối tượng nào vừa mắt, nếu không có lẽ anh đã trực tiếp mang về. Trái lại, có kẻ đang sung sướng khi có người gặp họa, hống hớt chờ đợi kịch vui, tỉ như đồng chí Chu Quyền ngốc nghếch. Tạ Kiến Vi chăm chọc hắn như thường lệ, nhưng lần này Chu Quyền rất rộng lượng, không thèm so đo với anh, chỉ cười đến là sâu xa. Tạ Kiến Vi hỏi: "Trúng gió à?" Chu Quyền nói: "Mày mới trúng gió." "Thế sao mày cười đến run rẩy như vậy?" Chu Quyền giận dữ: "Mày mới run rẩy." Tạ Kiến Vi nở nụ cười, sau đó hỏi cậu con trai đứng trong thang máy: "Nhìn tôi có được không?" Người trong thang máy bị nụ cười của anh làm cho trái tim đập loạn, run rẩy nói: "Nhìn được, được." "Nhìn được là được rồi, không cần nhìn được được." Mặt cậu trai trong thang máy lại càng hồng. Chu Quyền khinh bỉ: "Nhìn được thì có tác dụng mẹ gì? Mày thật sự cho rằng chỉ cần dựa vào khuôn mặt là có thể muốn làm gì thì làm hả?" Tạ Kiến Vi nói: "Muốn làm gì làm thì không dám, nhưng ít nhiều cũng không khiến mắt người khác bị cay." Đỉnh đầu Chu Quyền như bốc khói: "Cứ đắc ý đi, sẽ có lúc mày phải khóc." Hắn vừa phun lời chửi rủa này thì cửa thang máy mở ra, Lục Ly đi ra, Chu Quyền tắt tiếng trong nháy mắt, trở nên ngoan ngoãn như một con chim cút. Mắt Tạ Kiến Vi sáng bừng lên: "Ba." Lục Ly không thèm nhìn anh, trực tiếp ra khỏi thang máy. Tạ Kiến Vi hơi nhíu mày, vài bước đã vọt lên, nói: "Ba muốn đi đâu? Con..." Lục Ly đột ngột dừng bước. Tạ Kiến Vi hơi căng thẳng: "Ba." Lục Ly vốn định ra ngoài, nhưng nhìn thấy Tạ Kiến Vi xong thì dường như hơi đổi ý. Hắn xoay người, nói bằng chất giọng lạnh như băng: "Lên đây." Tạ Kiến Vi run sợ đi theo sau hắn, cùng vào thang máy. Hai người biến mất, Chu Quyền cười lạnh: "Quỷ huynh hoang, để xem lần này mày làm như thế nào." Đám người xung quanh đều ngơ ngác nhìn nhau. Tuy nghe nói gần đây Ngài Lục không thích Thiếu Gia lắm, nhưng chẳng ngờ quan hệ giữa bọn họ lại căng thẳng đến mức này. Hơn nữa, nào đâu chỉ là không thích, trong đôi mắt kia sự chán ghét đã quá rõ ràng.
Chẳng lẽ thật sự là muốn thay người? Lên lầu vẫn phải diễn tiếp. Lục Ly vờ như muốn giữ thể diện cho Tạ Kiến Vi nên mới mang anh lên lầu răn dạy. Nhưng trên lầu vẫn có trợ lý cùng thư ký, mà hắn còn cố tình để tai mắt của đám người kia ở lại, nên chuyện hắn dạy dỗ Tạ Kiến Vi đã được lan truyền rất nhanh, thậm chí còn được thêm mắm dặm muối ít nhiều. Nào là Tạ Kiến Vi khóc hu hu, Lục Ly đá anh ngã ngửa. Rồi thì Tạ Kiến Vi luôn miệng nói không phải anh làm, nhưng Lục Ly giận không kìm được, còn bảo anh có gan làm không có gan nhận. Tạ Kiến Vi nghe được một đống tin đồn này thì không khỏi bật cười. Mà sự thật rốt cuộc ra sao? Trên thực tế, sau khi vào phòng, Tạ Kiến Vi vừa ăn hoa quả do Lục Ly lột vỏ, vừa uống nước, vừa hôn Lục Ly, sau đó lại nghe Lục Ly tức giận mà rống lên vài tiếng. Xong việc, Tạ Kiến Vi khúm núm đi từ tầng cao nhất xuống. Lúc rời khỏi tổng bộ còn lén lút đi bằng lối riêng. Phải biết từ trước tới nay, Tạ đại thiếu gia chỉ toàn ra vào cửa chính, cứ như sợ người khác không biết là anh ta đã đến đây vậy. Nhưng lúc này anh lại chuồn theo cổng phụ. Nghe đồn mặt Kiến Vi đã sưng lên, chắc là bị đánh. Chuyện Lục Ly và Tạ Kiến Vi có xích mích trở thành đề tài được bàn tán xôn xao. Tạ Kiến Vi vốn đang dạy dỗ mỹ nhân hồng lấy lòng Lục Ly, bây giờ trong cơn giận dữ, anh lập tức ra lệnh đuổi người. Thân tính của anh khuyên anh bình tĩnh, nhưng Tạ Kiến Vi lại càng ăn nói không cân nhắc hơn. Ba thì có là gì, dựa vào đâu mà dám mắng tôi như vậy? Lời này rõ ràng là quá đáng rồi. Mạc Sâm nhìn tư liệu được đưa tới trước mặt, bật cười. Mọi việc đúng như hắn ta dự đoán. Đúng là tuổi trẻ bồng bột, thật sự nghĩ cái quan hệ tồn tại trên giường có thể dài lâu sao? Đúng là Tạ Kiến Vi có chút bản lĩnh, thế nhưng tính tình quá xấu, thật sự không phải đối thủ của hắn. Mạc Sâm suy nghĩ một chút, nói: đưa gã đàn ông mà Tạ Kiến Vi dạy dỗ kia về đây. Tạ Kiến Vi không tặng, hắn sẽ tặng. Từ giờ đến sinh nhật Lục Ly còn không đến một tuần. Trong khoảng thời gian này, Lục Ly vẫn không thèm gặp Tạ Kiến Vi. Tin đồn cha con bất hòa đã được mọi người tin tưởng. Còn có người phóng đại rằng Tạ Kiến Vi không định tới dự sinh nhật của Lục Ly. Mạc Sâm cảm thấy cơ hội ngàn năm có một của mình đã tới rồi. Mọi thứ đều vô cùng thuận lợi. Vì Tôn Thanh Hải chết nên vụ buôn lậu càng không có người đối chứng, mà lão già đó cũng không phụ kỳ vọng của hắn, thật sự tìm tới Tạ Kiến Vi. Với bản tính kiêu căng ngạo mạn, chắc chắn Tạ Kiến Vi sẽ không phục khi vô cớ bị bôi đen. Thế nhưng chứng cứ quá rõ ràng, dù có cưng chiều đến đâu, Lục Ly cũng không thể dung túng Tạ Kiến Vi thêm được. Lục Ly sẽ gọi Tạ Kiến Vi tới để răn dạy, khiến Tạ Kiến Vi càng thêm không phục. Hai người sẽ cãi vã một trận dẫn đến cách lòng. Nhân cơ hội này, hắn lại tặng cho Lục Ly một người bên gối mới. Vậy là thằng ranh khiến người chướng mắt Tạ Kiến Vi có thể cút đi rồi. Tâm tình Mạc Sâm tốt chưa từng thấy, nhìn người đàn ông có vài phần giống Tạ Kiến Vi lại cảm thấy ngứa ngứa trong lòng. Lục Ly thích kiểu này à? Nhưng hình như Tạ Kiến Vi trắng hơn một chút, nhìn na ná như một miếng đậu phụ mềm. Bỗng nhiên Mạc Sâm cảm thấy một luồng lửa tà ác dâng lên trong lòng. Mỹ nhân này là để tặng Lục Ly, nhưng trước đó hắn có thể nếm thử một chút. Dù sao cũng là đàn ông, chẳng gì có thể rách với không rách cả. Mạc Sâm trở nên hưng phấn, vừa nghĩ tới chuyện Lục Ly sẽ ân ái với người từng ăn nằm cùng mình, lại nghĩ kẻ này giống Tạ Kiến Vi đến 4-5 phần, hắn liền cảm nhận được một sự phấn khích cấm kỵ khó lòng kiềm chế. Hắn không nên làm chuyện này, nhưng mà hắn đã làm. Hơn nữa sau khi làm một lần, nếm được mùi ngon ngọt, hắn còn làm thêm mấy lần liền. Tạ Kiến Vi tỉnh bơ mà nhìn ảnh chụp trong tay, thật đúng là một niềm vui bất ngờ. Còn tưởng Mạc Sâm là một kẻ thông minh, không ngờ hắn lại ngu xuẩn đến mức này. Muốn tặng người, kết quả tự mình ăn vụng trước. Cái này giống như một miếng bánh thơm ngon, vốn định dùng để lấy lòng cấp trên, kết quả lại không nhịn được mà liếm thử mấy liếm. Để một đống nước bọt dính đầy bên trên rồi đưa cho thủ trưởng ăn, thật là lớn gan. Bạch Quân thấp giọng nói, có lẽ Mạc Sâm sẽ đổi quà. Tạ Kiến Vi đáp lời, hắn sẽ không đổi đâu. Mạc Sâm vốn không thích đàn ông, hắn làm việc này chính là muốn hưởng thụ khoái cảm hạ nhục cấp trên trong âm thầm, cho nên nhất định hắn sẽ tặng người cho Lục Ly, chờ mong Lục Ly yêu chiều người đó. Chỉ có như vậy hắn mới cảm thấy sung sướng và thỏa mãn hơn. Một đêm trước khi buổi tiệc sinh nhật diễn ra, Tạ Kiến Vi lén bò lên giường của Lục Ly. Thật tiếc vì không thể tham dự tiệc sinh nhật của ba, Lục Ly nói.
vốn không muốn mất thời gian với bọn hắn. Tạ Kiến Vi lại bảo, buổi tối con bù cho ba. Lục Ly hỏi anh, bù như thế nào? Tạ Kiến Vi chớp chớp đôi mắt đầy mờ ám. Thế ba muốn con bù sao? Lục Ly xoay người đè Tạ Kiến Vi xuống. Hẳn là ba phải bù cho con trước đấy. Hai kẻ bất hòa ở trên giường lại hòa hợp đến không thể cách nào tưởng tượng. Hôm sau, tiệc mừng sinh nhật Lục Ly được tổ chức vô cùng náo nhiệt. Không ít người đi theo Lục Ly năm xưa vượt ngàn dặm xa xôi trở về chúc mừng cho hắn. Ngoài ra còn có vài người bạn cũ, ví dụ như Lauren Thân và Mafia YDL cũng tự mình ghé qua. Lauren cười ha ha, nói, sao không thấy Tiểu Kiến Vi? Vừa nghe đến cái tên này, những người bên cạnh đều im thinh thích. Lauren lại bảo, một ngày quan trọng thế này, Thân là con trai sao lại không có mặt? Người tiếp đón hắn chỉ có thể cười trừ. Lauren còn chưa nói hết, chẳng phải nước xét các người tôn trọng đạo hiếu nhất sao? Thằng nhóc kia, hắn cười khà khà vài tiếng rồi mới tiếp lời, hay là thằng bé kia đã bị làm đến không xuống giường được? Hắn biết rõ quan hệ giữa Tạ Kiến Vi và Lục Ly, nhưng vì thân phận nên cũng không nói nhiều. Nhưng những người khác lại không chịu nổi loại chuyện cười nhạt nhẽo này. Sau đó Mạc Sâm đi đến tiếp đãi hắn. Tạ Kiến Vi không có mặt, Mạc Sâm hiển nhiên trở thành cách tay đắc lực của Lục Ly. Hắn sắp xếp tiệc tùng đâu ra đấy, rõ ràng thể hiện phong thái nửa chủ nhân. Người đến đông đủ, bữa tiệc bắt đầu. Nhưng vì vẫn luôn không thấy Tạ Kiến Vi nên Lauren lập tức hiểu ra có điều uẩn khúc bên trong. Hắn không nói thêm gì nữa, chỉ cười cười và quan sát xung quanh. Quà Mạc Sâm chuẩn bị để tặng Lục Ly rất phong phú. Nào là tranh chữ cổ xưa xuất bản, đá quý hiếm có ở Nam Phi, rồi vô số vật biểu trưng với ý nghĩa chúc người nhận sống lâu trăm tuổi. Đương nhiên món quà đáng chú ý nhất vẫn là mỹ nhân trông có vẻ tao nhã đoan trang, nhưng đã được dạy dỗ đàng hoàng nọ. Lục Ly nhìn cậu trai đẹp mắt đó vài lần, Mạc Sâm biết đây chính là gu của Lục Ly. Ngay khi hắn đang dương dương tự đắc, bên ngoài chợt truyền đến một trận ồn ào. Mạc Sâm bất mãn mà quay đầu lại, muốn xem kẻ nào dám gây rối ở đây. Kết quả lúc đối mặt với người vừa tới, chân hắn lập tức nhũn đi. Tôn Thanh Hải? Chẳng phải Tôn Thanh Hải đã bị thiêu ra tro rồi à? Tôn Thanh Hải lườm hắn một cái đầy oán hận. Mạc Sâm hơi luống cuống. Hắn muốn gọi tay sai đuổi người đi, nhưng Tôn Thanh Hải đã mở miệng trước. Ngài Lục, tôi có tội vì đã quấy rầy ngài trong ngày trọng đại như thế này. Lục Ly giật mình thấy rõ, đứng dậy nói, Thanh Hải, ông... Tin Tôn Thanh Hải mất mạng đã lan truyền đi từ lâu, hơn nửa số người có mặt ở đây đều biết, nhưng có ai có thể ngờ một người đã chết bỗng dưng lại toàn vẹn trở về. Tôn Thanh Hải quỳ xuống đất, nói, tuy tôi có tội, nhưng có vài người còn nặng tội hơn tôi. Hắn vừa không cho tôi đường sống, lại vừa muốn tôi đảm bảo hắn được an toàn. Từng câu từng chữ lão nói ra đều mang theo oán hận, hiển nhiên chẳng còn bận tâm đến sống chết của mình, chỉ muốn trả thù kẻ đã đẩy mình đến bước đường không lối thoát. Lục Liên nhíu mày, vờ như tưởng Tôn Thanh Hải muốn kéo Tạ Kiến Vi xuống nước nên mở miệng ngăn cản. Đừng nói nữa. Hắn còn chưa dứt lời, một giọng nói trong trẻo bỗng vang lên. Ba, cứ để ông ta nói xem, rốt cuộc ai là thủ phạm châm ngòi ly gián tình cảm của cha con chúng ta? Người tới chính là Tạ Kiến Vi đã biến mất nhiều ngày. Lục Ly hiếp mắt. Tôn Thanh Hải thở sâu, nói ra những lời đã không cách nào che giấu nữa. Đúng là tôi làm trái với quy củ, đi buôn hàng lậu, nhưng tôi chỉ hỗ trợ thôi, đứng sau thao túng tất cả là kẻ khác. Mạc Sâm phát hoảng, không nhịn được mà lên tiếng. Ông đây là không sống nổi nên muốn kéo người làm đệm lưng có phải không? Hắn không nên ra mặt, nhưng vụ việc này thật sự vượt ngoài dự liệu. Trong trạng thái hoàn toàn mất khống chế, tất cả sự thận trọng của hắn đều đã bốc hơi. Tạ Kiến Vi cười lạnh. Mạc Sâm, mày căng thẳng cái gì? Tao... Mạc Sâm bỗng nhiên câm nín, mấy giây sau mới cố cãi. Tao có căng thẳng gì đâu. Vậy đừng ngắt lời Tôn Thanh Hải. Tốt xấu gì ông ta cũng vừa trở về từ cõi chết. Hiện giờ có ba đứng ra làm chủ, cứ để ông ta nói hết đi. Tôn Thanh Hải hung tợn lườm Mạc Sâm, tiếp tục. Kẻ sai khiến tôi chính là Mạc Sâm. Nếu không phải bị hắn mê hoặc, sao tôi có gan làm trái quy củ được? Hắn rất hay, âm mưu trong tối, kế hoạch ngoài sáng đều đủ cả. Phần lớn số tiền kiếm được tôi đều đưa cho hắn, nhưng hắn lại đâm sau lưng tôi, còn muốn giết tôi diệt khẩu. Lời này vừa được thốt ra, mọi người đều ồ lên kinh ngạc.
Lục Ly lạnh giọng nói, nhưng tất cả giấy tờ giao dịch đều do ông ký. Tôn Thanh Hải đã có chuẩn bị từ trước. Tiền đúng là do tôi kiếm, nhưng ngài có thể tra xét tài khoản cá nhân của tôi trong khoảng thời gian này, xem tôi có thu được nhiều tiền như vậy thật không. Mạc Sâm cãi chài cãi cối, đương nhiên là ông sẽ không dùng tài khoản của mình. Tôn Thanh Hải nhìn về phía hắn, tài khoản của tất cả những người bên cạnh tao đều có thể kiểm tra. Mạc Sâm á khẩu. Tôn Thanh Hải lại hỏi hắn, nhưng đổi lại, Mạc Sâm, mày dám không? Chúng ta cùng kiểm tra, khoản giao dịch lớn như vậy chắc chắn không thể là tiền mặt được. Lục Ly nhìn về phía Mạc Sâm bằng ánh mắt đầy giận dữ. Tạ Kiến Vi khẽ cười, nói, không cần phiền toái như vậy. Tôi bị đổ oan, trong lòng không khỏi cảm thấy bất bình, nên cố ý điều tra xem kẻ nào xấu xa đến mức vừa cầm tiền vừa muốn tìm người đổ vỏ thay. Kết quả, anh đưa cho Lục Ly một sắp văn kiện. Lục Ly mở ra, sau khi xem vài lần thì giận dữ ném lên người Mạc Sâm. Giỏi, giỏi lắm. Mạc Sâm, mày giỏi lắm. Mạc Sâm tái mặt. Thực ra ngay từ lúc Tôn Thanh Hải và Tạ Kiến Vi cùng lên sàn thì hắn phải hiểu được rằng mình đã rơi vào một cái bẫy khổng lồ, bước vào một con đường dẫn tới cửa tử. Cũng không biết là do vô tình hay cố ý, sau khi những tư liệu kia bị vứt xuống, một đống ảnh chụp liền như bông tuyết rơi rụng mà rải khắp sàn nhà. Ảnh chụp khá rõ, hơn nữa đều được phóng to ngang cỡ giấy A4. Kiểu này thì dù gần hay xa cũng có thể nhìn được rõ rành rành. Trong ảnh là cảnh tượng hai thân thể trần truồng đang cuốn lấy nhau, một người là Mạc Sâm, người còn lại... Có ai đó kinh ngạc hô lên thành tiếng, ơ, đây không phải là... Ai cũng có thể nhận ra, nhân vật còn lại trong ảnh nóng chính là người đẹp mà Mạc Sâm chuẩn bị tặng cho Lục Ly. Tất cả mọi người đều kinh hãi, bọn họ khiếp sợ trước sự to gan lớn mật của Mạc Sâm. Chuyện như thế mà cũng dám làm, gan lớn hơn chút nữa, có phải hắn sẽ trồng cỏ xanh trên đầu ngài Lục luôn không? Đúng là... Tất cả mọi người đều thấy, đương nhiên Lục Ly cũng thấy. Hắn đứng dậy, khí lạnh quanh thân tỏa ra bốn phía. Mạc Sâm, tao coi trọng mày như thế, mày báo đáp tao kiểu gì đây? Mạc Sâm hoàn toàn không nói nên lời. Hắn ngồi sụp xuống đất, biết mình toi rồi, thực sự toi rồi. Tạ Kiến Vi thông minh hơn hắn tưởng, Lục Ly cũng coi trọng Tạ Kiến Vi hơn hắn nghĩ rất nhiều. Mạc Sâm hoảng sợ mà nghĩ, chẳng lẽ bọn họ cố ý diễn cho hắn nhìn sao? Chẳng lẽ Tạ Kiến Vi và Lục Ly đã biết từ lâu? Chẳng lẽ bọn họ đã tính toán hết, chỉ chờ hắn tự loài đuôi cáo? Không ai có thể ngờ, đi dự tiệc sinh nhật lại thành đi xem một vở kịch hay. Tạ Kiến Vi cúi người nói với Lục Ly, bà, mấy hôm trước là con không đúng, không nên tranh luận với bà, mong bà tha thứ. Trong mắt Lục Ly phủ kín dịu dàng, là bà đã hiểu lầm con. Tạ Kiến Vi ngẩng đầu, dùng đôi mắt ướt sũng nhìn hắn. Con trai vĩnh viễn không phản bội ba đâu. Ba biết. Lục Ly vẫy tay với Tạ Kiến Vi, nói, lại đây. Cái gì gọi là cha con mâu thuẫn, cái gì gọi là Tạ Kiến Vi không còn được yêu thương, tất cả những tin đồn này đều đã tan thành tro bụi ngay trong nháy mắt. Mâu thuẫn hết được yêu thương. Kẻ có mắt đều đã nhận ra. Khi Tôn Thanh Hải vừa mở miệng, Lục Ly đã lập tức ngăn cản là có ý đồ gì. Hắn sợ lão già kia cắn sang Tạ Kiến Vi, sợ Tạ Kiến Vi thật có liên quan tới vụ việc này. Nhưng thái độ của hắn cũng chứng minh một điều, nếu Tạ Kiến Vi có liên quan, có lẽ hắn vẫn chọn bỏ qua và tha thứ. Hết cưng ấy hả? Rõ ràng là cưng đến tận trời. Giải quyết xong rắc rối nội bộ là có thể chuyên tâm chống lại giặc ngoài. Bởi vì ký ức rất đầy đủ nên Tạ Kiến Vi biết giấc mơ này là một chặng đường dài. Bót lớn nhất còn giấu mặt ở một nơi bí mật. Đã thế, nó lại khá là kín đáo thâm trầm. Lauren hứng thú nói, ba con các người song ca đấy à? Tạ Kiến Vi không muốn nói chuyện với hắn. Nguyên nhân ấy hả? Anh có thể gọi Lục Ly là ba, nhưng dựa vào đâu hắn bắt anh kêu Lauren là chú? Lauren còn muốn đùa anh, Tiểu Kiến Vi gặp mặt cũng chẳng biết chào chú một tiếng, lễ phép đâu rồi. Chào cái cục cứt ấy. Tạ Kiến Vi quay đầu đi, không thèm nhìn hắn. Nhan Kha âm thầm xoa tay, nói, chuyến này thưởng tướng Lao Ranh được không ít lợi, thế mà lại có thể được quân sư Tạ gọi một tiếng chú. Tạ Kiến Vi cạn lời, anh không cẩn thận nói lời trong lòng ra rồi đó. Nhan Kha, ấy chết, tôi nói gì à, đều là mây bay cả thôi.
Tạ Kiến Vi. Nhan Kha nhanh chóng xin tha. Tôi không muốn cậu gọi tôi là chú đâu, thật đấy. Lời này của anh chỉ thiếu nước đóng khung trong bốn chữ, giấu đầu hở đuôi. Tạ Kiến Vi. Lao Ranh vẫn đang đùa Tạ Kiến Vi. Tạ Kiến Vi lườm hắn một cái. Anh mà là chú cái nỗi gì? Tôi và ba cậu là anh em kết nghĩa. Chưa nghe nói, không tin. Đứa nhỏ này. Lao Ranh nhìn về phía Lục Ly, nói cho nó đi, hai ta có phải anh em kết nghĩa không? Lục Ly cười cười, không muốn gọi thì không cần gọi. Lao Ranh, cái thứ phụ huynh không có nguyên tắc này. Tạ Kiến Vi đắc ý, nghe chưa? Lao Ranh không phục, quyết định tung mồi. Tôi có mấy thứ hay ho lắm, chỉ cần cậu gọi một tiếng chú, tôi sẽ cho cậu hết. Hắn mở màn hình điện thoại tìm tìm một chút, sau đó khoe khoang kho vũ khí của mình. Tạ Kiến Vi thầm nghĩ, có gì hay mà khoe chứ, nếu thật muốn đánh nhau, anh sẽ chế tạo vài cái tinh hạm, còn không phải là bất khả chiến bại nữa à? Đương nhiên, ngoài mặt anh vẫn phải giả vờ hâm mộ. Lao Rình đắc ý nói, gọi chú đi nào. Tạ Kiến Vi quay đầu sang chỗ khác. Tâm tình Lục Ly rất tốt, mở miệng hỏi, sao không chịu gọi? Bọn hắn là bạn cũ, lúc còn rất nhỏ Tạ Kiến Vi đã từng gặp Lao Ranh, nên cũng khá thân quen. Tạ Kiến Vi nói, không muốn thì là không muốn thôi. Dù sao cũng phải có một lý do chứ. Tạ Kiến Vi nhìn về phía Lục Ly, nửa đùa nửa thật, bảo, bởi vì con không muốn gọi ba là ba. Lục Ly sợ rung lên. Lao Ranh huýt sáo, nhóc con lớn lên muốn xoán quyền rồi đây. Tạ Kiến Vi, không phải. Giọng Lục Ly hơi run rẩy. Vậy Tạ Kiến Vi muốn mạo hiểm một chút, thử thăm dò điểm mấu chốt của Lục Ly, cũng là thăm dò động tĩnh của nó. Vì thế anh liền nói tránh, Con giống con ba chỗ nào chứ? Lúc này Lao Ranh rốt cuộc cũng nhả được một câu hợp lý. Ừ, không giống con trai, giống người yêu hơn. Hết phần 19.